vui. Cảm ơn nhà, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của em và đây là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của em khi mà em được nhận rất nhiều tình thương như vậy từ gia đình rồi từ các anh chị ở ekip và các bạn khán giả nữa. Em cảm ơn rất nhiều ạ.